Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Tên máy từ Hòa Hảo, Tân Hưng, Long An. Cảm ơn quá chị em rất là nhiều, quá chị em. Quá chị em luôn theo dõi các video động cơ bên em đăng lên nha. Cũng mua máy bên em mỗi ngày, em rất là mang ơn. Thì hôm nay em về được một con Isuzu 3KC1 quá chị em. Con này xuất xứ từ Nhật Bản quá chị em, made in Japan nha. Thì em này nó bét chung quá chị em, bét chung. Đó. Tình trạng máy là nghĩa địa nguyên bản quá chị em. Có bốn cái chân máy này em mới bắt vô cho nó, để cho nó vững, không bị lắc lư. Ở đây nó cũng có một cái lỗ bơm chờ quá chị em. Phía con ốc này thiếu một con tán quá chị em, thấy không? Là người ta gắn cọng dây mát vô đây đó. Bây giờ em mở ra rồi trên bãi mở ra, em để nguyên zin vậy nha. Không thay đổi gì hết. Chưa bán chị em mua thì em sẽ gắn ốc đủ vô. Thì những cái này nè, người ta không biết, người ta dặn đại nè, cái này con tán này dính liền nha. Thì các cái gì đó trên cái động cơ này là em nêu rõ hết nha. Hiện tại thì máy em chưa có xịt dầu, em mới vệ sinh ra xong, cho nên nước sơn em có bán cho em thấy không, nước sơn còn rất đẹp nhưng mà nó khô khan nha. Đó, em chưa có xịt dầu mở vô. Em quay cho bán cho em xem trước. Đời này đợt cao bán cho em ha. Ốc bánh đà nó xài bông mai. Đây, ở đây là bô lửa nha. Bô lửa còn rất là đẹp quá chị em. Bù lon nè, quán chị em thấy không? Đó. Em gom cho quán chị em dễ thấy những cái dấu vết dặn đó quán chị em. Demo to đùng quán chị em ha. To đùng hàng game của Nhật luôn ha. Hitachi. Đó. Đề cũng vậy ha. Mới tinh luôn. Đó. Nói chung là bên em chọn những cái động cơ mà nó rất là chất lượng quán chị em. Rất là chất lượng để bán cho quán chị em nha. Cho quán chị em xài lâu, xài bền nha. Thì đôi khi em quay cái em xịt dầu trước á, đôi khi có bác chị em tưởng là em sơn dầu bóng nha, không có đâu, em không có sơn, bánh trớn cũng rất là đẹp, chưa có xét luôn. Em này lúc trước nó xài mâm ép quá anh chị em, mâm ép là mâm bố á, nó còn cái miếng cái dấu tết bố nào anh em thấy không? Đó thì dùng cơ giới quá nha. Em khoái nhất là cái ốc nước quá anh chị em, nó chưa có màu vàng ha, cái là đã nè quá anh chị em. Rồi, bây giờ em xịt qua một lớp dầu cho quán chị em nhìn thấy nó đã nha. Đó. Máy Isuzu của quán chị em, dòng của Nhật Bản nha. 3KC1 ha. Đó. Isuzu rất là nhỏ gọn quán chị em. Anh em cô bác này chạy thuyền bè đó mới cài, hay là kiểu như là cô bé các kiểu quán chị em ha. Đó. Giống cái máy động cơ mình thì mình bỏ vào. Thì em này nó 0.980, 3KC1 0.980 thì em này nó rơi tầm vào khoảng 20 mấy ngựa đó chị em. Nhưng mà ngựa này là ngựa tải không đó chị em, ngựa tải nha chứ không phải là ngựa không tải nha. Đó. Cái tem với cà te nè đó chị em thấy không? Đó, tất cả đồ. Em xịt qua một lớp dầu đó chị em. Xịt qua một lớp dầu rồi. Nhất găng đó chị em, xuất sắc ha. Thì qua lớp dầu nó bóng dữ dằn quá nha. Thì nếu như em xịt trước khi mà em quay á, thì giống như là mình xịt qua một lớp bóng, hoặc là một lớp dầu bóng, hoặc là một lớp nano gì đó, đúng không em, có vậy em ha. Nhưng mà không hề quá nha em ha, không hề nha. Tại vì khi mà em giao máy về tới cho quá chị em rồi thì dầu nó sẽ khô khan. Cho nên là trước khi em đã quay cho quá chị em vì lúc ban đầu như thế nào thì nó sẽ như vậy. Chứ còn nếu mình xịt lên một lớp dầu bóng á, khi mình chạy á, nó sẽ găng một lớp dầu bóng đó ra, nó rất là xấu xí quá chị em ha. Thì quá chị em xin phép quá chị em cho em bày tỏ hơi dài chút xíu để có nhiều quá chị em thắc mắc này kia nọ nha. Thì cũng lâu lâu thỉnh thoảng cũng có một vài anh em mà bình luận em bán trên trời với Phật á, thì mong quá chị em thông cảm đi. Em mua nó hơi cao cho nên em bán giá cao, mong quá chị em thông cảm giùm. Quá chị em thấy hợp là lý thì mua giùm em, còn không hợp lý thì anh em có anh chị em xem cho vui, nâng cao kiến thức mình, thêm biết được một vài con máy. Cũng có nhiều quá anh chị em cũng chưa chắc gì biết hết nhiều con máy nha. Coi nhiều cái video kênh của em hoặc kênh của anh em khác thì sẽ biết nhiều con máy hơn đó. Thì em sẽ đề máy xong em báo giá luôn quá anh chị em nha. Đề máy con thì em sử dụng bằng cái cục kích thường ngày. Cái cục kích này em điện em đề rất là êm quá cho em nha. Của đứa em mình nó làm mình đài rồi mình quay
cho quán chị em xem có xài thì ủng hộ giùm ha. Nếu mà để sạc được, để này mà đề được con máy mà 4 máy bê tông tắt máy đó chị em, 6 máy bê tông tắt máy thì cô bán chị em phải bỏ tiền ra 3 triệu mấy quá cho em nha. Còn nếu như mà con máy này thì cô bán chị em phải 2 triệu mấy thôi. Còn nếu mà con máy nhỏ nhỏ nữa thì 1 triệu mấy quá cho em nha. Đó thì em nói cái giá nó phỏng phỏng thì em đề máy cho bán chị em nha. Đây đi con, chích vô đây con. Ừ. Máy rất là đã quá cho em nha, rất là đã. Cũng đại đi con, xe đâu con. Rất là êm, cực kỳ luôn quá cho em nha. Em cực kỳ luôn. Thôi hát quá cho em thấy nè. Ở trong vàng hè luôn. Đã dưới dần đã. Lên ra con. Rồi. Bơm nhớt rất là mạnh quá cho em, bơm nhớt rất là mạnh quá cho em thấy không, hơi háng của nó nè quá cho em thấy, cực kỳ luôn, xuất sắc, kèm gu đó. Kèm gu luôn, không nghe tiếng khua tiếng động gì hết, chỉ nghe cái tiếng bồ nổ thôi, tiếng cò nó góc cò luôn ha. Quá đã luôn. Lên ra cái nữa con. Kỳ quá nha em, quá êm đó. Tắt máy này quá nha em đó. Đó. Em này tắt cơ quá nha em, tắt cơ nha, xuất sắc. Cùng phân khúc của cái động cơ này 20 mấy ngựa, giá của em này rất là ok. Cùng phân khúc 2 mấy ngựa này thì khó có động cơ nào mà bền bỉ mà giá cả cạnh tranh với cái động cơ này quá cho em nha. Em nói thật lòng mà nói, máy vừa đẹp, vừa bền, có thương hiệu Isuzu, vừa có cục sạc lớn luôn, ampe cao, đề 12V, nó không xông bét, nó ốc tán còn màu mè đầy đủ quá cho em nha, đó, máy thuộc dòng cơ giới luôn, đó, máy này thì nó nặng không quá 100kg của máy cho em, rất là gọn gàng nha, nhức gân lắm quá cho em ơi, nó đẹp, gì đâu nó đẹp, cực kỳ nó đẹp. Nó đẹp dạng như là cái gin quá nha em, cái gin của nhà sản xuất ra rồi nó phai mờ theo năm tháng đến bây giờ. Đẹp gì đâu kỳ cục. Nó đẹp là như thế nào, như là như những con ốc này có anh em thấy không? Không có dấu dặn nha. Những con ốc màu xanh nòng súng còn y nguyên bản. Những cái báo nhiệt nước gì đây vàng khè luôn, không có dấu dặn, lượng nhớt nguyên gin của ta luôn. Đó thấy không? Con ốc này mất đi rồi em cũng không thèm dặn vô luôn, giữ nguyên riêng tại vì không có con tán khác để giống như mà dặn vô. Đó quá nhiều ha. Đó. Rất là đã. Mấy cái chì nè, còn y nguyên bản luôn. Của anh chị em về muốn chế cháo, muốn mở, muốn gì đó tùy của anh chị em. Đúng không? Đó. Nhất găng thiệt. Nói chung em rất là may mắn đợt này em về mấy con máy nó mới trời ơi. Đã lắm mới về em đây nè, em về mấy con 4T100 nè. Trời ơi nè. 3T78 nè, 4T78 nè. Trời ơi, cực kỳ luôn ha. Chút xíu em lên mấy clip đó sao. Đó, có gì thấy không? Quá trời luôn. Cực kỳ luôn quá cho em. Bên em lựa chọn rất là kỹ nha. Em mới về một con 4GB1 đây nè. Dở lên con. Xuất sắc. Nè, lạnh lùng không? Đó. Nhức gân quá cho em ơi. Có lỗ bơm chờ quá cho em. Đủ mấy cài luôn nha. 4GB1 cực kỳ. Đó, đây hệ thống hộp số hộp ơ gì đây nè, ốc tán này vàng khừ ha, bộ e nè, ôi ơi dữ lắm quá vậy, nó mới cực kỳ luôn, không dám rửa luôn, cứ để nguyên kim gì luôn bán cho em nha. Đó, cho bán cho em xem thêm một con nữa nè. Đây, nhức gần chưa, 4GB1 bán cho em, xuất sắc, tinh. Đó. Quá trời luôn. Bên đây con NF80 nè, mới tinh luôn, có đề luôn.
thấy không quá chưa. Rồi trong cửa hàng cũng còn rất là nhiều máy động cơ quá chưa, rất là nhiều máy động cơ. Cô bác chị em nào có nhu cầu sử dụng ủng hộ giúp cho em. Em ơn rất là nhiều quá chị em. Mà cô bác chị em ơi, em nói này cô bác chị em nha. Cô bác chị em nhớ đăng ký giùm em nha. Nhớ đăng ký giùm em và cho em xin một like, một được chia sẻ. Đó, không tốn tiền bạc trơn á. Không tốn đồng xu cát bạc nào của cô bác chị em. Nhưng mà bên em đăng lên cái máy nào, đăng lên cái động cơ hoặc là cái gì đó, cô bác chị em theo dõi liền. Biết đâu của bác chị em ngay chăng cái mục đích của bác chị em đang xài hoặc là bạn bè đang xài, rồi bấm mua alo liền, giảm liền cho bác chị em 5-300 đó, ok không? Hoặc là bác chị em biết thêm nhiều cái máy nữa, đúng không? Cái máy thí dụ như là con máy này của bác chị em chưa gặp, tự nhiên gặp máy này lạ đã trời, mình biết thêm một con đó, mai mốt mình đi gặp, ồ cái này 3K C1 đây, bét chung đề không xong bét, đúng không? Đó, thành ra có rất là sự bổ ích cho bác chị em. Vì thế cho nên cô bác chị em nhớ like giùm em nha, nhớ đăng ký giùm em, mang ơn rất là nhiều đó, mang ơn nhiều lắm. Rồi con máy này giá của nó 17 triệu ha, 17 triệu thôi, rẻ, bền, chất lượng cao đó, cùng phân khúc của nó 20 mấy ngựa 10 mấy triệu mà đẹp như thế này. Xin lỗi cô bác chị em, kiếm hơi khó nha, kiếm hơi khó nha. Đó, con máy này mặc dù không giá trị bao nhiêu, cô bác cho em thông cảm, nhưng mà có sao em nói vậy, y nguyên bản, có sao nói vậy. Rồi một lần nữa em cảm ơn cô bác cho em rất là nhiều, nhiều lắm. Nhờ có cô bác cho em mà em có sự nghiệp đến ngày hôm nay, có miếng cơm trên manh áo, em rất là cảm ơn. Xin chào, em hẹn gặp lại.